xúc xích này, có khoai tây ha. Món này món mới à? Món mới, món đặc biệt nha. Vô trước cái đi. Rồi vô cái đi. Đi ngon chưa hả? Bóc tay luôn chút. Đây đi, sao đâu có hình giấy nữa. Cái vị gia vị nó thấm vô, thơm lắm nha các bạn. À, con tôm này lạ quá ha. Nhưng mà riêng tôm gì, tôm đất. Đất tôm hồng đất hả? Tôm hồng đất hấp cái đầu này luôn hả? Tôm hồng ngon quá hả? Lạ ngon quá. Lạ đây các bạn, cái nước nó thấm vô đây nha. Ăn thử con này coi, ngon này hả? Ngon quá. Tôm lạ rồi, ngon. Mình chấm mới ăn lần đầu quá à. Ngon quá. Đó, mới chấm mới lần đầu quá. Mới ăn lần đầu luôn. Không bắt nữa các bạn. Đây, cơm thấm nữa. Ủa cái này bán rồi làm. Cái này mình làm ở nhà mình làm hả? Quân tôm nó về làm hả? Rất là ngon nha. Cảm ơn mấy bạn đã xem và ủng hộ kênh này nha.